30 năm sau chiến tranh, qua những trang sách của Sergei Smirnov, thế giới đã biết đến sự thật về chiến công của những người bảo vệ pháo đài. Ngày 8 tháng 5 năm 1965, pháo đài Brest được phong tặng danh hiệu pháo đài anh hùng để tưởng nhớ các anh hùng của pháo đài Brest, tưởng nhớ tất cả những người đã bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Bộ phim Pháo đài chiến tranh do tv2.org thực hiện thuyết minh. Ngày 21 tháng 6 năm 1941, Brest, công viên thành phố. Chúng ta đi ăn kem nhé, thế còn xem phim thì sao? Đi mua kem nào. Nào, tớ sẽ chạy đến đầu tiên. Không, tớ sẽ đến trước. Chạy đâu thế? Tớ vẫn nhớ. Nhớ hết cả. Trong công viên thành phố, vẫn như mọi khi, chiều thứ bảy có khiêu vũ. Tanya, cảm ơn vì sức khỏe. Là tôi đấy. Akimov Alexander, học viên trung đội quân nhạc, trung đoàn số 333. Cha mẹ tôi đã hy sinh ở Tây Ban Nha năm 37. Chỉ còn lại hai anh em chúng tôi. Còn đây là Anya. Đơn giản là Anya. Nếu không tính đến chuyện đối với tôi, cô ấy không đơn giản là Anya. Chờ một chút, anh quay lại ngay. Saska, sao không ở đơn vị? Oscar rủ em, mọi người được về phép, cả dàn nhạc cũng chạy tứ tán, tay kèn cuối cùng cũng đã về từ thứ tư. Học viên quân nhạc Akimov. Có, tôi ra lệnh ngay lập tức trở về pháo đài. Sao lại quát em thế? Anh đâu phải bố em, thậm chí cũng chẳng phải chỉ huy. Sao lại to tiếng trước mặt mọi người thế? Nhắn với chuẩn úy Kovalenko là phải phạt em làm gương. Anh sẽ kiểm tra, với lại cũng chẳng cần kích nhạc lạc điệu thế này. Đằng sau, quay. Đi đều, bước. Thế mà gọi là anh cơ đấy. Gia đình đã đồng ý sĩ quan tập hợp nào? Anya, lại đây, con đây, gì mà chạy lung tung thế, đưa đây nào. Đứng yên nhá. Nào, đứng yên nào. Chỉ huy trung đoàn còn dễ hơn cái nhà này. Nghỉ. Ngoài sân sắp chiếu phim kìa, chiếu phim, hoan hô chiếu phim. Đây là nhà tôi. Pháo đài của tôi. Cũng khá là to. Đương nhiên là không thể leo trèo khắp xung quanh được. Nhưng tôi biết mấy chỗ mà nếu muốn trốn thì chẳng ai tìm ra được. Xe chở phim kìa. Bố ơi, ta sẽ xem chứ ạ. Cảm ơn cậu. Ga xe lửa.
Đi đâu? Đi đâu thế? Lùi ra. Lucia, Lucenta. Các hành khách kính mến, xin được tập trung trước cửa quầy vé. Các công dân đứng có xô đẩy. Thấy đấy, không cho ai vào. Hôm nay không có vé đâu. Hôm nay không có vé, mọi người giải tán thôi. Tôi đã nói rồi, không có vé gì cả. Tôi đã nói với anh là không có vé. Nói theo kiểu quân sự là không có đạn, kiểu gì cũng không. Cháu đã giải thích với bác bằng tiếng Nga này. Cháu chỉ có 3 ngày cả đi cả về. Ai bán thì bán, còn chúng tôi không có vé. Có cắt cổ cũng thế thôi. Nghe này, cháu có vợ và con nhỏ ở Daugavpils. Cháu phải đưa họ đến chỗ đơn vị mới. Vé ngày 20 tháng 6, tất cả tôi chỉ làm được có thế thôi. Hủy đặt chỗ đi. Đồng chí chính ủy, nói như người nhà nhé. Cấp trên cấm đụng đến chỗ đã đặt. Chỉ thị từ bộ tham mưu quân đội, chỉ theo lệnh đặc biệt. Nghĩa là không à? Có khi thế lại tốt hơn. Sao cậu muốn đến đấy, trong khi mọi người thì muốn chạy khỏi đó? Bác nói vậy là ám chỉ cái gì? Nước sôi, lửa bỏng. Chỉ một ngày là lăn ra chết thôi. Tòa Đức đặc biệt. Chào đồng chí chính ủy. Chào Nikolai. Chở phim à? Vâng, chở phim. Nào, chạy nào. Chạy nào. Tugushev. Kolia chạy cũng nhanh, nhưng Tugushev chạy còn nhanh hơn. Em yêu, anh vẫn chưa về được. Ở pháo đài vẫn bình yên, sẽ không có chiến tranh đâu. Hết cờ, một bi kịch ngẫu nhiên. Chơi ván nữa nào, đi chơi. Chính ủy, lại tụ tập rồi. Chưa đi được à, đồng chí chính ủy? Vâng, khi rời khỏi các anh, tôi cũng hết cờ. Tập hợp. Nghiêm, nhìn phải, thẳng. Bên phải, quay. Chở phim về không? Chở rồi. Thế bia đâu? Không bia có được không? Nào, Sura, mai là chủ nhật mà. Chủ nhật để mọi người nghỉ ngơi. Thì tôi cũng nghỉ. Mẹ ơi, 3 bia. Không, chị nói đi, sao lại là em? Alex, Nina. Đã đồng ý là chị nói mà. Và nước khoáng cho bọn trẻ. Cũng nhớ đến bọn trẻ cơ đấy. Thế nào, anh còn quên gì không? Cảm ơn nhiều. Đi nào các chiến binh. Nào các con. Đẹp quá. Nhập hàng. Anh mang về chứ? Có. Chắc lại chuyện tình. Lại chuyện tình.
Cháu dính rồi, đồng chí chuẩn úy. Sao? Ăn thắt lưng à? Sao hắn lại nhận ra cháu? Cháu chơi xa nhà. Còn tay anh ấy thì chú biết rồi đấy. Thế chơi bài gì? On the Hill of Majora. Luyện từ giờ đến sáng đi, Alexander. Sáng mai chơi trả bài. Dừng nhạc. Bruce, con làm trò gì thế? Nhìn đi đâu vậy? Đồng chí trung úy, cái này cứ như Hồ Thiên Nga ấy. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Gina, cảm ơn nhé. Vậy theo anh thì bao giờ bắt đầu chiến tranh với quân Đức? Đến mức ấy cơ à? Họ đưa tôi kết quả điều tra sơ bộ vụ của anh về việc phát tán gọi là tin đồn gây hoang mang về chiến tranh với quân đồng minh. Tôi tin và thấy anh là người cộng sản kiên định và trọng danh dự. Tại sao lại có chuyện đó với anh, pilot Mikhailovich? Họ cho anh là kẻ dao động. Ai cho là thế thì anh đi mà hỏi họ. Giúp tôi nào, Petrov Mikhailovich. Quân hàm của tôi không cao, cũng ít uy tín. Còn nhiệm vụ được giao thì... anh thì thấy tôi rõ là chẳng can dự gì. Theo anh thì ai là người gieo rắc hoảng loạn đây? Tôi mời riêng anh đến đây là để, như thường nói, thẳng thắn cho nhanh. Ai vậy, đồng chí thiếu tá? Tôi. Mấy lần tôi đã nghĩ quân Đức sẽ sớm tràn đến đây. Tôi không nghe thấy ai khác nói thế bao giờ. Trong doanh trại không có hoảng loạn đâu, đồng chí Weinstein ạ. Cứ ngủ yên đi. Xem này trung úy, nếu quân Đức tràn sang, ta sẽ rơi vào vòng vây. Cả doanh trại 8.000 người, chỉ mỗi cửa bắc thì từng ấy người không thể chạy kịp được. Các bà, các cô, vợ con, chăn màn, quần áo, bệnh nhân, mọi thứ linh tinh. Phần lớn trong doanh trại phải được đưa ra khỏi phạm vi pháo đài, đến vị trí của sư đoàn. Đó là điều tôi, chỉ huy chiến trường, đã qua hai cuộc chiến, đã nói. Và tôi sẽ còn tiếp tục nói. Các con tập đoàn quân số 4 để làm gì? Petrov Mikhailovich sẽ không bỏ chúng ta, không để chúng luộc ta chứ? Sẽ không. Nếu tất cả ai cũng ở đúng chỗ của người đó, lính tráng ở một nơi, chỉ huy ở một nẻo, khi lính không có chỉ huy thì đó sẽ là hoảng loạn. Đó là điều sơ đẳng, đồng chí trung úy. Tôi hoàn toàn hiểu đồng chí Petrov Mikhailovich. Cá nhân tôi cho rằng cuộc trao đổi của chúng ta rất có ích. Nhưng tất nhiên là đề nghị đồng chí giữ bí mật nhé. Vụ việc của đồng chí sẽ được xem xét vào ngày 27. Xin phép được đi, thưa đồng chí trung úy. Câu lạc bộ bắt đầu chiếu phim rồi. Vâng, tất nhiên. Petia, đi vào đi thôi. Vâng, vẫn kịp chán. Đi đâu mà vội? Vào thôi. Chúc đồng chí khỏe. Bạn là cháy mất rồi. Tôi chẳng ghen với người khác, chuyện sẽ đổi thay thôi. Rồi anh ấy sẽ là của tôi, chạy đi đâu cho được. À, nhiều ta, đã từ lâu anh muốn nói với em. Trật tự đi. Sonia. Em ở lại chứ? Xem người ta sống thế nào kìa. À, nhiều ta, đã từ lâu anh muốn nói với em. Họ lởm thế. Chiếu tiếp đi.
Cảm ơn đồng chí thiếu tá. Petia, chẳng nguội rồi. Ngủ đi cả chiều xa. Vergiss diesen Tag nicht. Los! Dali, dali, dali! Так, в Бресте появился местный диверсант. Mặc quân phục của ta. Отключение света cắt и воды в крепости. Nước trong pháo đài. Дело их. Đó là do bàn tay chúng. Что с тобой? Anh sao thế? Hôm nay lại có lính Ba Lan chạy sang đồn biên phòng. Nói là rạng sáng chiến tranh sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ. Anh tin thế à? Không, tất nhiên rồi. Chỉ trong tuần này đã bắt được hàng chục người và ai cũng khẳng định là trong ngày hôm nay hoặc mai, mùng 8 tháng 8, không sao đâu, là anh lo cho Nhiêu Kha. Con bé lớn rồi. Ngày xưa chuyện gì nó cũng kể, giờ thì có hỏi nó cười mũi thì chào một tiếng là xong. Nghe này, nó có ốm không đấy? Sasha Akimov căn bệnh đấy. Nhiều ca của chúng ta đang yêu. Thế đấy, ông bố. San, gì cơ? Còn nhớ là cậu hứa cho tớ cùng đi câu cá đấy chứ? Không được đâu, nhiều. Bố mẹ không cho đi đâu. Tớ sẽ lén đi khi mọi người đã ngủ say. Được rồi, nhiều. Cậu cứ thổi đi. Để tớ làm một điếu đã. Mình cưới đi. Anh hỏi em đấy à? Chú rể. Em không tin à? Anh quay lại ngay. Yên đấy. Chớp mắt thôi. Xin chào. Фамилия. Tên. Колька. Конка. Кино. Tôi chở phim. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, 3 giờ 58 phút.
Lại diễn tập. Chẳng để trong ngủ nữa. Chuyện gì thế này? Để anh đi xem sao. Chuyện gì thế? Diễn tập. Chạy thôi. Đi đâu? Về nhà. Tôi sẽ tìm cậu sau. Còn cậu? Anya đâu? Cứ bình tĩnh, sẽ tìm ra thôi. Anya. Andrei. Anya đâu? Petya, chiến tranh rồi. Petya, nhanh lên. Anh mang hết chưa? Cầm lấy. Chạy mau. Katia, hãy làm như anh đã dạy em. Tôi nấp trong hầm. Katia, bình tĩnh. Chiến tranh, nào con trai. Tai mũ. Đến khi yên ổn, anh sẽ về với mọi người. Katia. Anh nhà sẽ tìm ra nhà mình phải không? Làm cách nào đây? Cứ ở đây đã. Thế còn anh, không có anh thì đừng có ra đường nhé. Katia, giữ lấy, em vẫn giữ. Anh ấy tham mưu trung đoàn. Chạy mau, chạy mau. Arisa, Arisenka. Mẹ, Arisa. Đưa nó đi. Tôi để bị cuốn vào khiêu khích. Nào, đi thôi. Nào, đi nào. Tôi đã hình dung cuộc chiến, nhưng không thể hình dung nổi
Một cuộc chiến như thế này, mọi người đều chờ nó, nhưng không ai ngờ nó lại đến đột ngột thế. Đơn giản và kinh khủng. Tôi chạy vào ngôi nhà đó. Đó là điểm tập kết trong trường hợp có chiến tranh. Kế hoạch của Bộ Tham mưu viết thế. Nhưng kế hoạch còn nằm lại đó, trong ngôi nhà đã sập. Không được, tránh ra, tránh ra. Không có chỉ huy tôi không phát vũ khí. Nhanh lên. Tôi không được quyền mang vũ khí. Thế đội 1, theo tôi. Nhưng tôi cũng có thứ vũ khí. Mà không cần phải xin phép. Có vẻ yên rồi. Sáu giờ 30 phút. Mẹ. Mẹ. Con trai. Bò xuống tầng hầm. Chạy đi. Không được, không được vào đây, không được vào đây. Pháo đài, cộng sự Volinska, bệnh viện. Đi đâu? Được rồi. Không được, đang mổ, không được. Pháo đài, cộng sự Kobinsko, cửa bắc. Vào đâu rồi? Vào đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Phải ngăn hoảng loạn.
phải ngăn hoảng loạn. Pháo đài, cộng sự Korbinsko, Lý Đình Đông, tôi bảo là quay lại. Quay lại doanh trại. Không được hoảng loạn. Quay về doanh trại. Quay lại. Anh bạn, hồi đi. Sợ bài gì à? Gì cũng được, hồi đi. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Thằng ngốc, điên à? Biến khỏi đây đi, xuống anh đầu. Ông biến luôn đi. Tá chỉ huy, lại gặp tôi. Chúng tôi là trung úy. Anh là trung úy à? Tôi không thấy. Chỉnh đốn trang phục và báo cáo đúng điều lệnh, đúng không cần xử bắn như bọn hoảng loạn. Rõ, rõ. Tất cả về doanh trại. Lấy vũ khí và bố trí phòng thủ. Nhanh lên. Đi. Theo tôi. Pháo đài, cửa Horns. Cảnh chống cự cũng vô ích. Quân ta đâu? Trên sóng toàn bọn Đức. Có khi chỉ là diễn tập. Diễn tập cái gì? Diễn cái gì? Thôi đi. Tôi có lỗi, thưa đồng chí chính ủy trung đoàn. Đừng có hoảng loạn. Chỉ huy trung đoàn có trong pháo đài không? Rõ rồi. Tôi nhận quyền chỉ huy. Chuẩn úy. Tập hợp đơn vị. Phát vũ khí. Phân tán ra các cửa sổ. Không cho quân Đức qua cầu. Tiết kiệm đạn. Tiếp tục bắt liên lạc. Rõ. Pháo đài đây, pháo đài đây. Các đồn, theo lệnh của tôi. Sẵn sàng vũ khí chiến đấu. Ít vũ khí quá, đồng chí trung úy. Bị vùi cả rồi, chính ủy, hy sinh rồi. Ai có súng lại cả đây. Mọi người còn lại. Xem kiếm được gì thì kiếm đi. Bọn Đức. Cả đồn chuẩn bị chiến đấu. Theo tôi. Xung phong. Năm người ở tầng 1. Pháo đài đây. Pháo đài đây. Chúng tôi đang phòng thủ, đang chiến đấu. Chờ tăng viện. Pháo đài, doanh trại tiểu đoàn 132 bộ chỉ huy. Đơn vị nào thế? Ai chỉ huy vậy? Các chỉ huy gặp tôi. Chỉ huy lại gặp tôi.
Trung úy nội vụ Weinstein, với quân hàm cao hơn, tôi ra lệnh rời khỏi doanh trại và chia ra thành các nhóm nhỏ, chọc thủng ra ngoài pháo đài, về vùng phòng thủ tăng cường. Đồng chí thiếu tá, cho tôi xin phép, nếu chúng ta bỏ trận địa, quân Đức sẽ tràn vào pháo đài và ta có thể cầm chân chúng chờ quân tiếp viện đến. Bọn Đức vào trận, tấn công từ phía trái, cẩn thận. Cầm lệnh trung úy, hai sư đoàn đã bắt đầu di chuyển với kho bin để ứng cứu. Tính mạng là vô nghĩa. Còn anh thượng sĩ Novikov, biết chống lệnh bị xử thế nào không? Đồng chí thiếu tá, tôi có lỗi, tôi không biết. Đồng chí, tôi xin phép xem giấy tờ. À được, tất nhiên rồi. Cũng đúng thôi, phải nâng cao cảnh giác. Và đôi ủng xin phép. Ủng làm sao? Cho tôi xem đôi ủng. Đinh của ta mũ tròn, còn của quân Đức hình vuông. Novikov có. Nhìn xem, vuông. Đứng lại! Đứng lại! Theo quân Đức. Thế mà đinh thì tròn cơ đấy. Colia, em ở đây. Sonia, anh đến ngay đây. Quân Đức đã rút khỏi câu lạc bộ. Colia, Coletka, Colia anh yêu, trật tự, anh xin em, hãy yên lặng. Colia, em không chịu nổi nữa. Colia, em sợ quá. Bọn Đức đấy, trật tự nào, bọn Đức đấy. Em xin anh. Anh đây mà, trật tự. Đừng khóc nữa, anh biết là em cứng cỏi lắm mà. Colia, da habe ich noch einen gefunden.
pháo đài đây, chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ, chúng tôi chở tăng viện. Pháo đài đây, chúng tôi đang chiến đấu, đang cố thủ, chúng tôi đang chở tăng viện. Đồng chí chính ủy, hãy xem, cô ta từ bệnh viện. Hãy nhìn xem. Cô y tá đó đã từng chăm sóc tôi. Rồi sẽ ra sao, đồng chí chính ủy? Chuẩn úy, có, lại đây. Rõ, bỏ vũ khí lại. Tất cả bố trí ra các cửa sổ. Nắm một áp giải tầm ngang ngực. Theo tôi. Xem có ai che không nào. Chính ủy, lại đây, nhanh lên, lại đây, nhanh lên, các đồng chí của mày đấy, nhanh lên. Nằm xuống. Bắn. Đồng chí chính ủy. Xuống tầng hầm. Pháo đài đây, chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ, phải phá vây đến Brest, xem tình hình ở đó thế nào. Chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ, chúng tôi chở tăng viện. Pháo đài đây, rõ nhiệm vụ chưa? Rõ thưa đồng chí chính ủy trung đoàn, thực hiện đi. Hãy nhìn xem, giết bao nhiêu là người hả? Đạn. Ra đây. Đạn, có không? Đạn. Đạn cái gì? Lên xe đi.
Đứng đầu bắt nào. Lũy Korbinsko, khu nhà chỉ huy. Tôi tìm anh trai. Chúng tôi đã sống ở đây. Gia đình tôi và gia đình Poshenikov. Chú Vanya, nào, bỏ ra cửa sổ đi. Chú có thấy anh cháu không? Nào, giúp chú đi. Chú, đừng. Lại đây. Saska, trốn đi. Không. Là lệnh đấy. Ta sẽ làm gì đây, Vanya? Anh không để bị bắt làm tù binh đâu. Em cùng anh. Em hiểu cả. Không có anh và bọn trẻ, em không muốn và sẽ không sống nổi. Shura. Tha lỗi cho anh. Anh tha lỗi cho em. Hãy xem chúng làm gì ngoài kia. Quay lại thôi. Đường này không qua nổi đâu. Tháo đài đây. Chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ. Không thoát ra được.
Đồng chí chính ủy trung đoàn, pháo đài đây, pháo đài đây, chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ, chúng tôi chờ tăng viện, chúng tôi chờ tăng viện, pháo đài đây, pháo đài đây, chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ, chúng tôi chờ tăng viện. Đồng chí thiếu tá, đồng chí thiếu tá, xe tăng. Bình tĩnh, trung úy. Chả, dám mà có khẩu pháo. Tôi đã nói rồi. Đã nói rồi mà. Hàng thứ ba. Dám mà có pháo chống tăng. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị lựu đạn. Lấy vũ khí. Chiếm lĩnh trận địa. Chưa có lệnh không được bắn. Buộc lựu đạn lại với nhau. Bạn là cháy mất thôi. Rồi anh ấy sẽ là của tôi. Chạy đi đâu cho được. Thằng nào bắn đấy? Bắn! Quân ta nạp đạn. Ngắm bắn. Bắn! Đạn, Cotton, lựu đạn. Nạp đạn. Tấn công! Xung phong! Xung phong! Thắng rồi.
Tên là gì hả? Con trai. Trung úy Akimov. Anh tôi hy sinh thế đấy. Trong cái ngày đầu tiên giải như vô tận. Lệnh rút quân đầu tiên trong cuộc chiến được quân Đức đưa ra ngày 22 tháng 6 năm 1941 và lúc 11 giờ sáng. Tại đây, pháo đài Brest này bị thương nhiều quá, chỉ còn 18 người còn cầm được súng. Thuốc men, nước uống, lương thực hoàn toàn không có. Anh nghĩ sao? Quân ta đâu? Sao mãi không đến? Hay là sắp đến rồi? Nói sao với binh lính đây? Từ giờ tới sáng là đến thôi. Nhất định sẽ đến. Thế nào, chôn hết mọi người rồi chứ? Ừ, đúng ạ. Còn nước thì thế nào? Còn băng trong tầng hầm đủ cho một ngày. Thế sau đó, đồng chí thiếu tá, đến sáng mai là quân ta sẽ quét sạch bọn chúng. Ta sẽ... Ở đây nguy hiểm lắm. Cả nhà bị phá hủy nặng. Tất cả đi theo tôi. Mọi người nấp xuống tầng hầm doanh trại đợi quân ta đến tiếp viện. Còn Anya đâu? Em tưởng là đi cùng anh. Phải đi thôi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu. Nhưng tôi biết chắc phải chờ cho tới sáng. Bởi tới sáng, quân ta sẽ đến. Và tất cả sẽ kết thúc ngày 23 tháng 6.
hỡi binh lính và chỉ huy, các bạn đứng trước lựa chọn, hãy tự quyết định đi dưới làn đạn và chịu chết, hay có đủ dũng khí để quy hàng và sống sót. Tình thế của các bạn là vô vọng. Các bạn chống cự cũng vô ích. Chúng tôi đến giải phóng đất nước của các bạn khỏi bọn Do Thái và Cộng sản. Chúng tôi xây dựng một cuộc sống mới, không có những hợp tác xã và những chiến sĩ thi đua bù nhìn rơm. Hãy đầu hàng, các bạn sẽ sống. Bắn bỏ nó nhé. Thôi đi. Rồi ai cũng có phần. Lại đây nào, đưa tay đây. Đồng chí trung úy, cho phép cháu báo cáo. Học viện trung đội quân nhạc trung đoàn 333 Akinov Alexander. Đưa nó vào tầng hầm. Đồng chí trung úy, thế Anya đâu? Cái gì? Anya. Cháu thấy nó chạy về phía chú. Đưa xuống tầng hầm. Nhanh lên, bỏ ra, đứng lại. Chạy đâu? Bắn bỏ bây giờ. Cháu sẽ tìm ra bạn ấy. Akimov. Saska. Cháu sẽ tìm ra bạn ấy. Uns geht die Munition aus. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Handgranaten mehr. Wir brauchen Verstärkung. Đừng làm thế. Không, không, không. Xin đừng. Làm ơn đừng giết tôi. Tôi xin. Không, không. Xin đừng. Lôi hắn sang đây, báo cáo cho Formin. Nhanh lên, giữ lấy đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chính ủy, bắt sống được tù binh. Tôi vẫn nhớ Formin và Zubachov. Họ có một toán nhỏ ở cổng Horns.
Họ không để quân địch sang được cầu. Ở đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tù binh Đức. Václav! Nó nói gì thế? Nó nói chắc là Minsk bị chiếm rồi. Nó nói là các anh đã tụt lại sau lưng, chúng ta đã ở sâu trong lòng địch. Minsk là cái khỉ gì? Thế chúng mày còn dồn đến đây làm gì? Mày nói dối. Gọi trung úy về vị trí. Đồng chí chính ủy, nhìn xem. Quân ta. Quân ta. Đằng sau. Còn sống chứ? Còn. Khá lắm. Nào. Trung úy Korelinov, trung đoàn tiêm kích số 123, chính ủy trung đoàn Formin. Hãy kể đi, ở Brest thế nào? Cả Corbin nữa. Tại sao không quân ta lại im tiếng thế? Quân ta đâu? Không còn sân bay, đồng chí chính ủy. Bị phá hết cả rồi. Bọn Đức đã vào Brest, quân ta rút về hướng Minsk.
Các đồng chí, các chiến binh, bọn Đức kêu gọi ta đầu hàng. Chúng mời chào ta một cuộc sống tù binh hèn nhát. Chúng đã nhầm. Chúng ta, những chiến sĩ Hồng quân, sẽ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngày 24 tháng 6. Chú ơi, cho cháu hớp nước. Không có đâu cháu ơi. Có mà, cho cháu đi chú. Gia đình cậu đâu, Kostya? Tôi không biết. Tôi để họ ở lại nhà, dưới tầng hầm. Còn bây giờ, chẳng biết ở đâu nữa. Với tôi cũng thế. Chẳng biết nữa. Không uống được xăng. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó và mọi người. Tôi tỉnh dậy và thấy đôi bàn tay, đôi tay của Kovalyov. Anh ấy gọt cho tôi cây sáo. Tôi nhìn và nghĩ, mình cần nó làm gì nhỉ? Tôi phải tập hợp lại và phá vây. Chúng ta còn chờ được ai đến đây? Phải phá vây, không chậm trễ, ngay đêm nay. Hoặc là sẽ mất hết, từng người một. Phá vây kiểu gì? Pháo đài bị vây chặt. Brest bị chiếm rồi. Phá vây đi đâu? Để bị bắt, để vào trại, để chết. Đi đâu? Đồng chí chính ủy, chúng ta chết cả rồi. Đúng. Nhiều người sẽ chết. Có thể là tất cả. Nhưng khi vẫn còn sức thì còn phải chiến đấu, phải phá vòng vây. Hãy ghi lệnh. Số mấy ạ? Lệnh số 1. Ngày 24 tháng 6 năm 1941, pháo đài. Diễn biến tình hình trong pháo đài đòi hỏi giải pháp khẩn cấp. Gạch dưới giải pháp khẩn cấp. Viết đi về các hoạt động quân sự có tổ chức.
để tiếp tục đấu tranh với quân địch. Ban lãnh đạo và chỉ huy, chính ủy trung đoàn Fomin, đại úy Zubachov, trung úy Vinogradov đã quyết định tập hợp các đơn vị quân đội còn lại và thành một nhóm hỗ trợ. Lực lượng hỗn hợp vào đêm nay, 24 tháng 6, sẽ phá vây. Để bắt liên lạc với các đơn vị thường trực của Hồng quân. Và tiếp tục chiến đấu chống quân phát xít xâm lược. Lại tiếp rồi, thật là... Bọn Đức trên cây cầu. Tất cả về vị trí. Pháo đài đây, chúng tôi chiến đấu. Đang cố thủ. Palenko, đây ạ. Palenko, lại đây, thế này, nghe cho rõ nhé. Căn cứ vào việc vẫn có đấu súng liên tục ở khu vực cổng Terepolsky và Lũy Đông, ở đó vẫn còn quân ta chiến đấu. Theo tôi, kiểu gì cũng cố hết sức thoát đến chỗ họ. Báo cáo tình hình chiến sự, phải thông báo quyết định phá vây của chúng ta. Đêm nay, hãy cố thoát đi đến chỗ họ trước khi phá vây và quay về sống sót. Đồng chí chính ủy cho phép cháu đi ạ. Không được, uống nước đi. Tất cả tôi chỉ có thế. Hãy để cho thương binh thì đồng chí chính ủy tiến hành đi. Rõ. Đưa thương binh xuống tầng hầm. Làm đi. Rõ. Sắp xong rồi. Lấy được rồi. Xem nào, trật tự. Tốt cả rồi. Tự làm nốt nhé. Bác sĩ. Hôm thứ Bảy, ở cửa hàng quân sự, người ta chở nước khoáng lạnh đến.
Chứ không đến được. Chứ không đến được, Saska. Hãy đến Mỹ Đông. Quân ta ở đó. Hãy chuyển lệnh đêm nay. Phá vây. Cháu sẽ chuyển. Tôi biết là sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với tôi. Bởi vì tôi phải đưa được lệnh đến nơi. Anya, ngoài kia, trong khi chưa thể thoát ra, cậu cứ đợi ở đây. Tôi không thể ở với cậu. Tôi có mệnh lệnh. Phải đưa đến nơi. Có nghe không đấy? Cậu nghe tớ không?
Không có nước. Không, nước ở khắp xung quanh. Nhưng không đến lấy được. Tất cả lối xuống sông đều bị chặn bắn. Vì một cà mèn nước. Vì một ngụm nhỏ. Bao người đã hy sinh. Còn nước mang về được đến nơi. Phải để dành cho súng trung liên. Đồng chí thiếu tá, cho phép báo cáo. Học viên trung đội quân nhạc trung đoàn 333 Akimov. Mệnh lệnh. Đến đêm cùng phá vây. Hiệu lệnh, pháo hiệu màu đỏ. Tôi gặp may nhờ Akimov. Đạn dược cạn dần, cảm giác nước, thuốc men và lương thực thiếu trầm trọng. Đêm nay, chúng tôi sẽ phá vây. Pháo đài đây, pháo đài đây. Chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chở tăng viện. Pháo đài đây, pháo đài đây. Ngày 25 tháng 6, 1 giờ 55 phút. Đến giờ rồi. Theo tôi. Đi nào. Xung phong.
xung phong. Belesenko, cậu bị sao vậy? Bả vai, đồng chí chỉ huy. Belesenko, giúp cậu ấy. Rõ. Đưa tay đây, để tụi tôi. Tiết kiệm đạn. Tất cả lùi lại. Lùi lại. Rút lui. Rút lui thôi. Đồng chí bác sĩ, tôi đã làm hết khả năng.
hãy thương người thân của các bạn và chính bản thân các bạn. Hãy thương con cái của mình. 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 Hãy làm gì? Hãy làm gì đi, đồng chí chỉ huy. Cửa hàng quân đội. Anya! Em sẽ không đi đâu. Không đi đâu. Không đùa đâu, cà trẻ. Anh không ra lệnh được cho em. Em không đi đâu. Thế thì sẽ không ai đi. Em là vợ anh. Vợ của chỉ huy. Mọi người sẽ theo em. Chúng ta đã mất Anya. Anh không muốn mất nốt em. Anh muốn em đi đi. Đó là cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất. Em phải nuôi nấng các con. Em làm được mà. Em dũng cảm lắm. Rất dũng cảm. Em dũng cảm nhất, cực kỳ. Anya. Anya, có nghe tôi nói không? Nghe tôi nói không? Phải đi thôi. Bố cậu đang tìm. Chú ấy ở đằng kia, đang đợi. Ở doanh trại. Phải đi thôi. Phải đi thôi. Các bạn còn 15 phút nữa. Con trai, đi đi. Andresa, đi đi.
các bạn. Còn 15 phút nữa. Bố ơi. Anya, con còn sống à? Còn sống. Còn sống. Sanya. Nghe này, các con phải đi. Phải đi thôi. Đi cùng nhau. Cùng nhau. Cháu là quân nhân. Cháu không đi đâu cả. Học viện Akimov. Đây là lệnh. Có nghe tôi không? Xa nhà. Không có cháu, nó không đi đâu. Nghe chưa? Nó không đi đâu. Rõ, đồng chí trung úy. Thực hiện đi. Các bạn còn 5 phút. Ngày 26 tháng 6, 15 giờ 58 phút. Thả chết chứ không đầu hàng. Dồn hết mọi khả năng của mình, quân Đức thả xuống pháo đài Brest quả bom 2 tấn. Pháo đài đây. Pháo đài đây. Chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chờ tăng viện. Pháo đài đây. Pháo đài đây. Chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ. Chúng tôi chờ tăng viện. Pháo đài đây. Pháo đài đây. Chúng tôi chiến đấu, đang cố thủ.
Này, thằng ngang ngố, người nào? Thằng ngang ngố, lại đây. Einsammeln. Das war wirklich ein harter Kampf. In Deutschland kann sich keiner vorstellen. Hey, schau mal, Leute. Bursche, einsammeln und beeile dich. Tote einsammeln. Waffen zusammensuchen, Russen wegschaffen und Ordnung schaffen hier. Thằng Nga, thằng người Nga kia, lại đây. Lại đây nào. Nào. Nhảy đi. Nhảy đi thằng khốn. Thằng khốn nhảy đi. Bọn chính trị viên, bọn Do Thái, xếp hàng vào. Juden, Essen bekommen. Komm
Tao là chính trị viên. Vừa cộng sản, vừa do thái. Chính trị viên trung đoàn Fomin Efim Moseyevich bị xử bắn cạnh cổng Homs vào cuối tháng 6 năm 41 và năm 1957. Anh được truy tặng huân chương Lenin. Tôi ra lệnh ra khỏi pháo đài từng người một, cố gắng sống sót càng lâu càng tốt. Cảm ơn các đồng chí. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn. Tạm biệt. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn. Thiếu tá Gavrilov Vychov Mikhailovich bị bắt làm tù binh khi bị thương rất nặng vào ngày thứ 32 của cuộc chiến. Cũng giống nhiều người khác từng bị bắt làm tù binh, anh đã bị trấn áp, bị khai trừ ra khỏi đảng. Và chỉ đến năm 57, anh mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Tất cả rồi à? Đúng ạ. Cháu đã chạy thoát. Các đồng chí, trong khi bọn nó giải tù binh đi qua rừng, cháu đã chạy thoát. Trong khi cháu chạy, đã gặp phải trận bom rất nặng. Cháu điếc rồi, đồng chí trung úy, chẳng nghe thấy gì nữa. Trong khi còn đủ sức, tôi ra lệnh chọc thủng vòng vây về hướng Tiraspolia. Nikolaev, hãy nhận quyền chỉ huy. Tôi sẽ ở đây yểm trợ cho các anh. Không, đồng chí, làm đi. Tôi đã ra lệnh. Đừng có hành tôi nữa, rõ. Lại đây.
giúp chú. Giữ lấy nó. Cháu may mắn lắm. Chú biết cháu sẽ thoát được khỏi pháo đài. Còn chuyện này, hãy kể lại toàn bộ những gì cháu chứng kiến. Hãy kể hết sự thật. Hãy kể về chúng ta. Nghe thấy không, ông lính kèn? Không nghe thấy à? Đi đi. Đi đi, Sanka. Đi đi. Vào năm 1965, chỉ huy đồn biên phòng số 9, Trung úy Izevatov Andrei Mitrofanovich đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Phim được phát minh bởi tvhay.org. Anya của ông và cả gia đình Kizevatov
cùng các gia đình quân nhân phòng thủ pháo đài Brest đã bị quân Đức xử bắn vào mùa thu năm 1942. Lá cờ mà Kiseva Top trao cho ông vẫn giữ, cũng như ký ức của mình, và ông tin. Đến giờ, ông vẫn tin. Và cháu cũng hãy tin là họ vẫn sống. Tất cả mọi người mà ông đã kể, và cả những người ít được biết đến, tất cả họ vẫn sống ở đâu đó. Và tuổi ông hồi đó cũng khoảng bằng cháu bây giờ. Темнела синева за рекой. Дайте время, и сверчок запоет. Неподвижный, чуть тревожный покой. Птица глупая случайно вспугнет. Слышу, скрипнет недалече весной. Новый день немного раньше пришел, только рядышком с тобой мне тепло. Будет все у нас теперь хорошо. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает, словно каждый из нас что-то знает.